các bạn còn miếng kiến nó mạnh, các bạn có hai ba con kiến mà lo con chà bá các bạn, nó lo đi đi nó thấy luôn các bạn. Sức mạnh của con kiến này nó mình khủng khiếp thiệt chứ, lo đi nó thấy luôn các bạn. Đó thấy chưa các bạn, đó các bạn. Con quýt nha các bạn, mà nó chết rồi không biết làm sao là nó chết, để là kiến nó tha, nó bắt tha mồi đây nè các bạn. Có ba con kiến thôi nha, mà lo nhúc nhích vậy đó. Nó các bạn thấy cái lỗ này đó, có con kiến để bò không? Mà lo chút xíu lo tới đó đó các bạn. Ăn đi, ăn hết nổi rồi. Hả? Ăn hết nổi rồi. Không có thèm nữa, không nói. Tối hay ăn bà? Vâng. Nó ăn ngực quá kỹ quá. Có ăn gì không? Nãy ăn khúc bên bên nước. Đấy, em uống tiên uống vô. Còn thuốc trong nhà kìa. Ừ, uống tiên vô. Đợi ngoài ăn đi, tôi sao? Các bạn thấy không, dính đến không nhận kiến nó ngon mạnh. Thấy chưa các bạn, tay nó lò tới cái lỗ rồi đó các bạn. Nãy xa cái lỗ gì một quả nó tắt rồi nó đâu giờ tới cái lỗ các bạn. Đó là nhất là có ba con kiến mà nó lôi được trong con quýt bệnh kia đó. Ghê mạnh không? Lò đi kìa, có ngó thấy rồi. Tốt là kia đó, qua thì nó qua cái lỗ luôn các bạn. Qua cái lỗ phết luôn. Bây giờ trong cái con này con có 4 con kiến à. Con lâu đó các bạn, đó các bạn. Kìa nó cay cay luôn kìa.
Hết chiếc xe đầu căn đầu nãy giờ cũng có tắt máy không ạ? Nãy nằm ngược, bây giờ nằm ngửa, bây giờ lật ngược luôn rồi. Đó lo nha.